Quý nhà xin chào quý cô bác anh chị em. Lên ở đầu thì cho quý nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mình chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của nhà nhá. Thì mấy ngày hôm nay quý cô chú anh chị em cũng đã nghe rất là nhiều cái câu chuyện mà ta nói rằng là tự dưng không không phía bên gia đình của cô hai lại bị lôi vào trong cái câu chuyện này. Thực sự để mà nói gia đình của cô hai từ bi lắm quý cô chú anh chị. Sau khi cô hai ra đi á thì nói chung là mọi người cũng không có còn thời gian, cũng không có còn phải suy nghĩ đến bất kỳ một cái vấn đề nào. Dù rằng là ở bên ngoài người ta có thể là xỉa xói, soi mói hay là người ta nói những cái lời thiêu dệt và bịa đặt, nhưng gia đình của cô hai vẫn vững vàng và chỉ nghĩ đơn giản rằng là làm sao để lo cho 23 người con của cô hai ăn học khôn lớn, trưởng thành và trở thành những con người có ích cho xã hội thôi. Còn lại là ai muốn nói gì nói. Nhưng mà dường như là những cái câu chuyện ở bên ngoài á nó không có để cho gia đình của cô hay yên thì phải. Chắc quý cô chú anh chị em cũng còn nhớ vào năm 2016 khi mà cô hai cất công xem từng cái đoạn video khi mà anh Cờ ảnh tham dự trong cuộc thi, cũng giống như là cô hai đã đến tận nơi để xem anh ta hát và sau đó là nhận anh ta làm con khi anh ta mới ở những cái vòng đầu tiên của cuộc thi. Và chắc có lẽ những cái thước phim, những cái đoạn video về cái cuộc hành trình gian nan mà cô hay huấn luyện, giúp đỡ, luyện cái thanh giọng cho anh Cờ để anh ta có thể là trở thành quán quân của năm 2016. Đúng không ạ? Và quý cô chú anh chị em biết được rằng là một người mà có tâm có tầm á, khi người ta đã nói một cái câu nói rằng sẽ nhận anh Cờ làm con và cho anh ta ăn học đến năm 18 tuổi, chưa kể rằng là sẽ giúp cho anh ta phát triển toàn diện về cái vấn đề trong cái con đường sự nghiệp ca hát, và cô hai đã thực hiện được cái lời hứa đó. Những cái hình ảnh khi mà cô hai miệt mài cùng với anh Cờ trong phòng thu nè, để rèn luyện thanh giọng nè, để rèn luyện cái bài hát này, chuẩn bị cho cái phần thi của anh ta vào năm 2016, thì ai sẽ cảm thấy chạnh lòng lắm. Bởi vì sao? Tận tâm lắm quý cô chú anh chị. Nói chứ bây giờ mà bác ba xem những cái đoạn video đó thì chắc bác ba cũng cảm thấy ái ngại lắm. Vì cô hai không có nói cái điều gì cả mà cô hai làm, mà những điều cô hai làm nó đều chắc nịch nha. Từng xíu một trong những cái lời hát của anh Cờ hay là những cái lần mà anh ta lên nốt hay gì này nọ các kiểu trong phòng thu, thì nếu như anh ta mà gặp một cái bất trắc hay là cái trắc trở hay là có một cái gì đó được gọi là cái lỗi đó quý cô chú anh chị, thì cô hai sẽ ngừng ngay và giải thích cho anh ta hiểu, cũng giống như là cho anh ta hát đi hát lại rất là nhiều lần để anh ta có thể là lên đúng nốt, hát đúng tông, cũng giống như là thuộc luôn cái bài hát đó lòng lòng ở trong đầu. Còn khi anh ta mà về với bác ba đó quý cô chú chị, nói chứ của nhà không phải rằng là so sánh, nhưng mà cái thực tế nó rõ ràng quá. Vì bản thân của anh ta khi mà kết hợp cùng với bác ba hay là bác ba huấn luyện cho anh ta rèn luyện thanh giọng, thanh nhạc gì đó cho anh ta đó, thì anh ta muốn hát sao hát, lên tông được thì lên, không lên được thì xuống. Cái vấn đề đó nó không liên quan gì tới bác ba. Mà hát cùng trong những cái show diễn của bác ba mà hát như vậy đó, thì quý cô chú anh chị em thử nghĩ coi, cái người thầy á nó cũng quê lắm quý cô chú anh chị. Nhưng mà dường như là bác ba với anh Cờ không biết quê là gì, cho nên á anh ta có lạc tông lạc bài hay là hát dở hay như thế này thế kia thì cái đó là cái vấn đề của anh Cờ, còn bác ba là vẫn thể hiện cái điệu nhảy lâm ba đa của mình ở trên sân khấu là được. Quý cô chú anh chị em nhìn rõ cái thực tế rằng là đối với bác ba cái năng lực thực lực của anh Cờ như thế nào bác ba không quan tâm. Còn lúc mà ở với cô hai á, dù anh ta không có năng lực thực lực, dù anh ta không có bất kỳ một cái yếu tố nào của một người nghệ sĩ á,
Cô hai vẫn tích cực mài dũa rèn luyện cho anh ta từ một cái viên sỏi trở thành một cái viên ngọc. Thì cái cuộc hành trình 6 năm vừa qua của cô hai nó có gian nan không quý cô chú anh chị? Quá là gian nan. Bản thân của cô hai khi mà anh ta hát không được á, hát sai lời á, thì cô hai sẽ ngừng ngay và chỉnh cho anh ta đến khi nào mà anh ta thể hiện thành công cái bài hát đó thì thôi. Còn bản thân của bác ba hát được thì hát, không hát được thì thôi. Nếu như hát không được quên lời á, thì viết vào tay để mà lên trên sân khấu hát. Nếu như mà một người thầy mà đích thực đó quý cô chú anh chị, người ta nhìn thấy học trò của mình dạy, người ta khó chịu trong người lắm, người ta không thể nào mà người ta để cho học trò của mình như vậy cả. Tại vì sao? Trò á gắn liền với thầy. Nếu như trò của mình tệ thì người thầy cũng sẽ bị đánh giá thấp. Có nhiều người người ta nực cười, người ta nói cô hai cũng đã từng rất là quên lời ở trên sân khấu rồi, chú Mạnh Quỳnh đã nhắc cô hai rất là nhiều lần. Dạ thưa quý cô chú anh chị, một người nghệ sĩ giống như cô hai á, một đêm đi diễn tầm 10 show diễn trong một đêm, quý cô chú anh chị em thử nghĩ coi cái sức của cô hai chịu nổi không. Đàn ông cao to lực lưỡng kia mà còn chịu không nổi nữa, mà cô hai căng hết. Thì cái vấn đề mà cô hai lâu lâu quên lời một tí, nhưng mà quên á, nhắc một cái một thôi, nhắc nhẹ thôi là cô hai có thể là hát nguyên cả một bài. Còn với bản thân của anh Cờ, quý cô chú anh chị em cũng đã thấy, chú Mạnh Quỳnh phải nhắc 3, 4 lần, 4, 5 lần mà anh ta vẫn chưa bắt được nhịp của bài hát. Thì chắc chắn rằng là cái sự đỉnh của cô hai khi mà huấn luyện cho anh ta, đó là cả một cái quá trình dài đằng đẵng nha quý cô chú anh chị. Thực tế nó rõ ràng giống như là ban ngày vậy đó, mà có nhiều người người ta vẫn u mê. Thì thay vì người ta u mê đó quý cô chú anh chị, thì mình cũng không có cần phải thanh minh thanh nga, hay là cũng không có cần phải lý giải hay gì này nọ các kiểu, mà mình chỉ nghĩ đơn giản rằng là người ta thừa biết được những điều đó nhưng người ta vẫn giả vờ là người ta không biết. Và có khi rằng là người ta đã chuông bè chuông sườn, người ta đã lỡ tung hô anh cờ rồi, chẳng lẽ giờ người ta quay lưng người ta nói như thế này thế kia. Chỉ có những mạnh thường quân nào mà đã từng cho tiền anh cờ và đã từng tiếp xúc với bộ kình kình của anh cờ thì người ta mới biết được cái bộ mặt thật của họ là như thế nào. Nói thật sự chứ bây giờ có rất là nhiều người ở bên phía bên đó người ta đã quay lưng. Người ta quay lưng không phải rằng là vì cái vấn đề tiền, mà vì cái chuyện tình nghĩa đó quý cô chú anh chị. Người ta có thể bỏ ra cho bạn 10 đồng để người ta có được một cái tình cảm hay là có một cái sự yêu thương gì đó. Chung quy tóm lại là người ta muốn cái sự lan tỏa, cái sự yêu thương của họ đến với anh cờ là nó sẽ được đền đáp xứng đáng, không phải là được đền đáp về cái vấn đề tiền bạc, mà một cái sự tôn trọng, một cái sự tôn kính và biết được rằng là cái người đó đã từng giúp đỡ cho mình trong những cái ngày đầu khi mà mình đi diễn trở lại. Những người đó không bao giờ bỏ mặc mình, nhưng đền đáp lại cái công ơn của rất là nhiều quý mạnh thường quân trong thời gian vừa qua, đó chính là cái sự hờ hững, cái sự không coi trọng, cái sự không biết ơn. Mà bản thân của anh Cờ và bộ kênh kênh của anh Cờ chỉ nghĩ đơn giản rằng là ôi trời ơi, anh Cờ là minh tinh mạng bạc, là ngôi sao hạng A. Những người mà góp tiền cho anh Cờ là những người đó giống như là con chó của anh Cờ. Cho nên nhiều quý mạnh thường quân người ta cũng mê chè lắm chứ. Bây giờ quý nhà thấy người ta quay lưng quay xe cũng nhiều lắm. Mà cho dù quay lưng quay xe cỡ nào đi chăng nữa thì cái cục tức nó cũng không bao giờ mà hết được. Một lần ghi nhớ ở trong đời, nó giống như là một cái bài học trân quý về cái cách mà giúp đỡ cho người khác vô tội vạ đó quý cô chú anh chị. Và cái vấn đề này nó cũng không có liên quan gì tới đại gia đình của cô hai cả.
người ta cũng chả cần liên quan. Chứ nhưng mà bộ cần cần quân cờ là quý của chú anh chị em biết rồi. Hết thiêu dệt được là thiêu dệt. Hết lôi kéo người khác vào trong cái câu chuyện của họ là cứ lôi kéo nha. Cái chuyện anh ta được người này người kia cho tiền thì cái chuyện đó là cái vấn đề của anh ta, chứ có liên quan gì tới gia đình của cô hai đâu. Còn cái vấn đề mà anh cờ, anh nghĩ rằng là bản thân của anh ta mà chịu khổ, chịu cực đó quý cô chú anh chị, suốt 6 năm vừa qua đó, tiền cát xê rồi này nọ các kiểu là phía bên ekip của cô hai là ăn chặn đó. Nếu như nói được những cái lời như vậy á, thì có phải có bằng chứng dẫn chứng nha. Chứ đừng có nói giống như cô Hì nằm mơ, chứ tôi tự, tôi biên, tôi diễn nha. Rồi đến một lúc nào đó mà ta nói rằng là các bác mà các bác lớn á, đến gõ cửa từng nhà đó, thăm từng người á, thì lúc đó đừng có nói sao mình xui thiệt. Người ta đã không chịu đựng được nữa thì đừng có nói sao không nhân nhượng, không khoan dung, không nhân từ nha chưa. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mình chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại ạ.